Vâng, và sau đây em cũng test con đáy cover BM950 là phiên bản nâng cấp của con Boss 1600 series 6. Thì em này em gửi cho anh Tuấn ở Ba Đình, Hà Nội nha. Những dòng này thì vẫn nó tuyệt vời rồi. Các bác về chơi 2 3 cặp lo Boss 3 series hoặc là 2 cặp 701 hoặc là 2 cặp 601 nha. Công suất 1400W. Cầu về những sản phẩm audio hàng bãi tuyển thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại này nha. Những em này thì khỏi phải bàn về chất âm rồi. Cover Boss RB QSC Ground vẫn là gọi là một cái đỉnh đẳng cấp nha. Bên em có vang mic đầy đủ cho các bác nha. Các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào cứ alo cho em trực tiếp này. Có thì em sẽ gửi hàng cho các bác. Nhìn mấy dòng này đánh nghe rất là đã luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác nha ở video tiếp theo.